hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng niệm Việt Hàn, thành phố Long Xuyên. Dạ, hôm nay thì mình thay mặt Mạnh Thường Quân đến đây để mua cho gia đình của anh Nghé một cái chiếc niệm nha. Dạ, mời quý bà cô chú đi cùng với mình lựa niệm cho anh Nghé nha. Dạ, thì nhà của anh Nghé cũng hoàn thành rồi đó quý bà cô chú. Tí xíu nữa mình sẽ cho quý bà cô chú xem tham quan. Niệm phẳng và niệm ship là của thằng gì vậy? Dạ thì niệm phẳng và niệm ship bên em đó, em hiện là của công ty Việt Hàn. Bên em là làm cho công ty Việt Hàn luôn, là chỉ có một loại duy nhất thôi. Thì giống như bên em hiện tại loại phẳng, mặt phẳng và loại ship thì bên em đang có cao su non hoặc là cao su tổng hợp. Có thể chỉ muốn những cái dòng tốt hơn thì mình có thể xài cao su theo một tính bên em cũng được. Như bây giờ cao su non, bây giờ mình dùng cao su non đi, nhưng mà nó cái tầm giá khoảng 7-8 triệu á. Dạ, tầm giá 7-8 triệu thì bên em có. Tại vì hiện tại á, cái hàng cao su non bên em là bên em đang được giảm giá là từ 55-60%. Khi chị mua nệm bên em thì mình sẽ được tặng kèm một bộ ga 4 món và một phiếu bảo hành nệm 10 năm cho chị. Thì mình vô đây nó đang giới thiệu nệm cho mình ha. Mấy phân ạ? Dạ, 10 phân. 10 phân là gì? Muốn mua ở mức cái giá mà 1,7-8 triệu á, thì giống như 15 phân thì em có hàng này Việt Hàn Classic bên em. Cái phôi cao su của nó là 45% là cao su thiên nhiên. Thì thằng này nó có cái độ đàn hồi á, nói chung là nó nằm ở mức tốt cho mình. Và nó có lỗ không thanh khí, giúp cho mình nằm không bị thằng bí lưng. Đâu cái lỗ đâu thấy đâu. Cái này đó nhỉ, đây. Cái lỗ này nè chị. Mấy lỗ nhỏ nhỏ này đó hả? Đúng rồi, những cái lỗ này là lỗ không thanh khí cho mình á. Là khi mà mình nằm cái hàm nó bị hầm bí lưng của mình. Thì không biết là chị muốn mua khổ một mét mấy thì em báo giá cho mình ha. Mét sáu nếu mà chị mua Việt Hàn Classic này bên em, mình mua khoảng 1m6 2m của nó sẽ là 1,2 triệu. Và mình được tặng kèm một bộ ga 4 món, gồm cho mình là một áo ga, hai áo gối nằm, một áo gối ôm. Còn nếu như chị muốn mua cái phân mà nó dày hơn một chút, cỡ tầm khoảng 15 phân, thì mình mua khoảng 1m6 2m mà 15 phân của nó sẽ là 1,7 triệu. Cái này là 15 phân hả? Dạ đúng rồi. Phân này phải không? Cái này nó chỉ có 10 phân thôi. Còn cái này 15 hả? Còn giống như chị muốn xài cái hàng phôi non mà tốt hơn một chút, phôi 55% cao su thiên nhiên bên em, thì mình có thể xài cao su non Việt Hàn. Nó có cái loại mà nó chặn mặt luôn đó, niệm phẳng nhưng mà nó có chặn mặt và nó chặn viền xung quanh hay mà nó hay gì? Chặn cái trên đây nè, nó có cái đường chỉ mai đó. Dạ, nệm đó. Cái nệm đó nó xài nó bền. Không phải là xo, nó cũng cao su luôn, cao su tổng hợp á. Còn như bên em là áo nệm á, cái áo nệm bảo vệ nệm cho mình đó, thì nó là cái áo này thôi, chứ nó không có cái trần đường chỉ như chị nói. Vậy hả? Nhưng mà mình xài á, nó cũng tốt, nó không có bị hư hao nệm gì của mình hết, nó giúp tuổi thọ tấm nệm của mình lâu nữa. Cái này là yên tâm về chất lượng của nó. Cái này là cao su non hả? Còn cao su tổng hợp là loại nào đó? Cao su tổng hợp á, thì là loại này bên em này. Thằng này phôi của nó là 65% cao su thiên nhiên. Thì đúng nó là sẽ giúp cho mình nằm á, cái thứ nhất là một là không có bị hầm bí lưng, và cái thứ hai là độ đàn hồi nó rất là tốt. Và ngoài ra nó còn có chức năng là giúp mình nằm á là không có bị mà đau lưng nè, ổn định cuộc sống lưng cho mình luôn. Thì thằng này nếu mà mình mua khổ 1m6 2m mà 10 phân bên em á, thì nó sẽ là 2,2 triệu. Và mình được bảo hành 12 năm, kèm cho mình là một bộ quà 7 món. Còn nếu giống như chị muốn mua giá, chị muốn mua cái hàng nó cao hơn một chút, thì mình có thể xài 15 phân. Nếu chị xài hàng cao su tổng hợp mà 15 phân bên em á, mình mua khoảng 1m6, 15 phân của nó sẽ là 2,8 triệu. Và mình được bảo hành 12 năm, kèm cho mình là một bộ quà 7 món. Còn cao su non, nếu mà chị muốn mua tầm giống như mất giá hàng này chị nói, mình có thể chọn hàng Việt Hàn Classic bên em là được rồi. Hoặc là mình có thể hàng chọn rào trắng ở trên đó ha. Trên nó vậy nữa. Hàng trắng ở trên nó là phôi tốt hơn một tí đó chị. Nó phôi là 55% độ đen thôi, độ mát của nó sẽ ok hơn. Cũng như vừa cái nệm mà mặt phẳng và cái gấp đó là cái nào xài nó bền hơn?
tại vì á ship 2 ship 3 rồi đó. Cao su non á thì nó cũng là một cái chất liệu nó làm ra hết, nên là chị xài mặt phẳng, mặt hay là gấp da gì nó cũng tốt cho mình. Tại vì mặt phẳng là dành cho những người mà mình cố định nặng một chỗ luôn. Còn những cái thằng gấp da như thế này nè thì mình dành cho những người á là mình hay làm công việc nhà. Mình hay bung lên bung xuống á thì mình có thể xài gấp da cho nó gọn, nó tiện. Nhớ cái ship nó cúng hồn. Bên em á là bên em chỉ có 10 con thôi, mà mình mua 15 con là mình phải đặt hàng. Cái đó đó hả, nếu mà mình mua dạng đó thì mình mua dạng đó thì nó chỉ có sẵn là 10 con cho mình thôi. Này à, ship 3 hả, bên đây cái này ship 3 đúng không? Dạ đúng ship rồi, 3. Ship 3. Bên đây cũng vậy hả? Dạ đúng rồi, cái thằng này nó là cao su non này chị. Còn cái thằng bên đây nó là bông thiên nhiên cao cấp. Dành một ship luôn đó. Dạ đúng rồi. Hả? Dạ đúng rồi, vì nó lấy tiền, cái tiền công mà được làm được chằng viền cho mình á. Em ví dụ như những cái tấm nệm thường này nè, như những cái đường rãnh này của nó, chị thấy nó đâu có cái đường chằng viền nhô lên đâu. Là mình nằm sau này một thời gian á, cái thứ nhất là một là nó sẽ bị tạo đường rãnh gây khó chịu khi mình nằm. Cái hai nó sẽ bị rời rạc nệm của mình. Còn như chị mua cao su bên em á, là nó sẽ có cho mình á là một cái đường chằng viền giúp mình nằm á, nệm của mình chảy ra là giống như một cái miếng phẳng luôn, nó không hề có đứt gấp mà cũng không có bị gãy nệm của mình nữa. Cho nên là nó mắc hơn 200.000 mà như vậy. Nệm xếp thì là độ dày nó thì phải đặt hả? Dạ cái đúng rồi, mình nằm nệm xếp mình phải đặt độ dày của nó. Là thí dụ như cái ra cái nệm xếp này nhiêu, cái màu trắng đó đó nhiêu? Cái nệm xếp đó đang hiện tại đó là 1m8. Thì mà mình mua gấp 3 như thế là 2 triệu chẵn. 2 triệu hả? Dạ đúng rồi, còn mình mua mặt phẳng của nó thì nó chỉ có 1.8 triệu thôi. Cái gấp thì ảnh dễ xếp nhưng mà cái gấp nằm nó đau lưng. Chị biết sao? Nằm đau lưng hơn cái nệm phẳng. Mình cứ xài cao su non, mình cứ xài dòng phẳng đi. Tại vì cao su non thực tế á, là cái phôi thiên nhiên đó nằm ở cái mức là nó ngang với cái phôi nhân tạo, nên là mình bơi lên bơi xuống nó cũng dễ lắm, nó không có bị nặng. Nãy em thấy dựng lên cũng được nữa nè chị. Ví dụ như một cái miếng phẳng như thế này đúng không? Chấp chỏng đi, cái này nó hơi mỏng nè. Cái nếu mà cái dày là nhiêu? Cái dày nếu mà mình mua như cái này là nhiêu? Ừ, cái đó màu này nè. Một mình mua màu trắng hay màu vàng? Ủa nó hai giá khác nhau hả? Dạ đúng rồi, hai giá thấy khác nhau. Ví dụ như thì cái thằng màu vàng này mình mua khổ 1m6, 15 phân của nó là 1.7 triệu. Và mình được tặng quà 4 món bảo hành 10 năm. Còn như thằng màu trắng mình mua khổ 1m6, 15 phân của nó sẽ là 2.2 triệu. Và mình được quà 7 món chứ bảo hành 10 năm. Thì là nếu mà dễ dễ thì đáng tới. Dạ đúng rồi, tại vì phôi của cái thằng màu vàng này nè là nó chỉ có 45% cao su thiên nhiên thôi. Còn cái phôi của cái thằng màu trắng á thì nó tới 55% lận. Nên là cái độ đẹp hồi và độ mát của vàng là loại dày này chảnh đi. Màu vàng này nó hợp lại hơn ha. Còn mấy cái đó nằm đau lưng lắm, nó cứng lắm. Còn mấy cái này nó cũng mềm. Mua hàng về cái thứ nhất phải màu xẹp, 6 tháng còn lại là xẹp. Là bảo hành 10 năm luôn hả? Dạ đúng rồi, trong vòng 10 năm á, chị nằm á, nếu mà anh nằm á, lần một lần nào của mình có bị xẹp hay là bị lúng, bên em sẽ một để một hoàn toàn cho mình luôn. Là 15 phân là cái này đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này thấy không ăn rồi. 6 là 15 phân nè. Khoảng 1m6 2m là 15 phân nè đúng không? Dạ. Cái này cũng được hả chị, cao nè, có gì dựng lên. Cái loại này đi, mà chơi này nó hơi mỏng quá. Cao là nó dựng lên là nó ok rồi, mình không cần làm gì nữa. Dạ. Vậy bây giờ lấy cái này cho em đi tặng quà 8 món hả? Dạ. Cái này nó là đang ở mức giá là 1.7 15 không thì mình sẽ được quà 4 món thôi nha. 4 món. Tại vì chương trình khuyến mãi bên em là hóa đơn trên 2 triệu thì mình sẽ được quà 7 món. Hóa đơn dưới 2 triệu là mình sẽ được quà 4 món. À, 4 món là gồm gì? Là dạ là gồm cho mình là một áo ga, hai áo gối nằm và một áo gối ôm. Vậy là nguyên bộ ga gối đó hả? Dạ đúng rồi. Nó chỉ có vỏ áo thôi chứ nó không có ruột. Những cái chị mua cái hóa đơn mà trên 2 triệu mình nó sẽ có ruột luôn. Còn giống như chị muốn mua thêm một cái combo gối bên em là gồm hai gối nằm một gối ôm á, thường là một combo em sẽ bán là 200.000, nhưng mà khi mình mua kèm với nệm thì nó chỉ có 100.000 thôi. 100.000 hả? Dạ đúng rồi. Thì cái đó là tại vì thường
thường một combo mà hai gói nằm một gói ôm là em đã bán 200 rồi. Nhưng mà khi mà khách bên em mà mua kèm với nệm á, tại vì hóa đơn mình dưới 1 triệu là mình được quà có 4 món à. Mà khách muốn mua kèm thêm thì bên em chỉ bán với mức giá là 100 ngàn cho khách thôi. Còn ngoài ra khi mà em bán lẻ là em sẽ bán là 200 ngàn một combo. Thôi bây giờ lấy cái nệm màu vàng này đi được rồi. Vậy mình giao tới nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này bên em giao hàng miễn phí cho mình. Hiện tại thì trời đang mưa cho nên là mình có thể đợi bớt mưa một chút luôn. Tại vì nệm mà mình chở đi mưa á, nó ướt nệm của mình, nó hư nệm của mình á. Này nó có cái bọc. Chứ hiện tại thì em giao liền cho mình vẫn được. Nhưng mà tại em sợ trời mưa thôi. Vậy làm giấy bảo hành đi ha. Làm giấy bảo hành gửi tiền mình qua đây, mình qua đây em làm hóa đơn cho mình ha. Dạ quý bà cô chú ơi, bây giờ mình mua được cái chiếc nệm cho anh Nghé rồi. Thì là 1,7 triệu. Rồi mà có quà tặng luôn. Quà tặng 4 món là bộ ga gối. Cho gửi tiền luôn nha ha. 1 triệu. Vậy bớt mướt mưa chở vô nhà ảnh liền ha. Dạ. Rồi đủ ha. Rồi. Rồi. Bây giờ mình ghé bên bên chợ mua thêm 2 cây quạt cho anh Nghé nữa. Bây giờ mình tới chợ Bình Khánh quý bà cô chú ơi. Mình mua 2 cây quạt cho anh Nghé. Chú xài đi, có trục chặt gì xách ra em đổi lại cho đừng lo. Dạ, trục chặt gì là mình đổi lại ha. Trục chặt gì đổi lại. Dạ. Xài em bận, giờ mua cũng yên bận. Đây cái mẫu quạt này đây quý bà cô chú ơi. Cái này là hàng của thằng Senco. Này quạt mình sẽ lấy quạt treo tường theo cái yêu cầu của anh Nghé. Dạ. Cái đít vuông. Dạ. Vậy tính tiền có 2 cây luôn đi cô ơi. 2 cây có mấy trăm. 1 cây nhiêu cô? Cây 320. Cây 320 hả? 2 cây 640. Dạ. Con mua trên cơ quan hả? À, không, con mua cho mấy cái hoàn cảnh khó khăn á. Vậy hả? Dạ, hôm bữa cũng có cô chú cũng cắt cái nhà đó. Rồi giờ mình sắm sửa đồ nữa. Này không có tiền lẻ à, cô thối con đi. Dạ. Hồi nãy chú nói một thùng diện cây hả chị? Thùng 2 cây luôn hay gì đó, không biết nữa là nó ra. Em nghĩ trăm thùng cây kìa. Thùng đến cây. Quạt này quạt mạnh lắm, mạnh hơn cái quạt bên đó. Bên đó hồi nãy 200 mấy hả chị? 200 mấy? 208. 208 mà nó yếu hơn. Quạt này nhìn bền. Cái này mình trả chắc được hả? Cái xe chị để một thùng, còn thùng này ngã ăn ôm cái ha. Này là một thùng gì là thùng nó hai cây. Hai cây luôn hả thùng cô? Ủa hai cây trong này luôn hả? Hai cây luôn. Dạ dạ. Bây giờ bánh ra. Con tưởng đâu thùng hai cây. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ơi. Dạ. Lấy ăn cua ra cho coi. Dạ thôi được rồi cô, kế bên à. Dạ. Rồi gì? Vậy là có ốc rồi đầy đủ ở trong đây hết hết cô. Hết trơn luôn. Hồi nặng à nghe. Dạ dạ. Để sao yên xe con đi cho bé ăn nó ôm. Xe này nè cô ơi, xe này nó dài dễ cho anh An nó ôm đi. Đây, đây, đây cặp bò cái thế nó sao? Không mấy lấy dây buộc. Dạ được cô, cái này trả được. Không còn bé nữa, nó ngồi nó ôm luôn. Dạ. Dạ dạ. Rồi An ơi đi An ơi. Dạ, quý bà cô chú ơi, mình mua đồ cho anh Nghé cũng xong hết rồi. Bây giờ mình hiện tại mình đang đứng nhà của anh Nghé nha. Sẵn đây mình cũng cho quý bà cô chú xem nhà của anh Nghé xây xong rồi như thế nào nha. Dạ, chào anh Nghé. Dạ, này, chào chị. Cái này xong mấy ngày rồi anh Nghé? Từng bữa thứ sáu rồi. Thứ sáu rồi hả? Dạ. Nay thứ mấy chị? Ngày thứ ba. Thứ ba hả? Là 3-4 ngày vậy. Dạ. Dạ, thì hôm nay bây giờ em nói cái vấn đề quà này trước đi, cho anh ha. Dạ. Đây thì có một cái anh Quang với chị Trang. Dạ. Những lần trước cũng có hỗ trợ tiền nhà cho mình đó. Dạ. Thì hôm nay anh với chị đó thì tặng cho anh đó là 2 cái quạt gió nè. Dạ. Với một cái niệm này là niệm 15 phân nè. Dạ. Nó mặt phẳng nha. Dạ. Này mình truyền lên gác rồi vậy anh. Dạ. Dạ, thì cái niệm này thì nó có cái...
bộ ga gói nè. Dạ. Còn hai cái quạt này thì em bữa em có hỏi anh đó thì anh dùng quạt treo tường đúng không? Thì em lấy hai cái quạt treo. Còn cái giấy mà giấy dán tường đó anh để đâu rồi? Dạ em mua em để. Họ giao rồi hả? Dạ họ giao rồi. Tại em không có biết chỗ mua chứ em không biết cái thinh màu gì rồi em mới nhờ anh kêu họ giao giùm đi. Là bao nhiêu tiền anh nhé? 450 chị. Cho em gửi tiền thôi để lát em quên. Em gửi tiền trước đi. Dạ. Vậy em gửi cho anh chút anh trả giùm em ha. Dạ dạ. Dạ. Anh cầm giùm em 300. Bốn trăm rưỡi hả? Dạ. Dạ. Vậy anh gửi lời cảm ơn đến anh Quang và chị Trang á bên Mỹ á. Dạ. Gửi lời cảm ơn chị Trang và anh Quang rất nhiều sức khỏe chị Trang à. Những hai trọng tặng trọng quạt kỷ niệm hai trọng mừng dữ dằn lắm. Đây là cái phiếu bảo hành nữa anh giữ ha. Dạ. Em mua ngoài đèn xanh đèn đỏ mấy á. Dạ. Phiếu hành này tới 10 năm luôn đó anh, trong vòng 10 năm mà nó có vấn đề mà nó bị lúng hay thụng gì đó thì mình ra ngoài để mình nói bảo hành lại cái này bảo hành trong vòng 10 năm của mình đó. Dạ. Anh không cho bị rách và nó bị tàn thuốc rồi 100 ngàn là họ không có hành nha. Dạ dạ. Dạ vậy anh cắt cái đó đi ha. Dạ dạ. Dạ vậy để cho em cho quý bà cô chú xem cái nhà mình như thế nào ha. Dạ dạ. Dạ thì nhà anh Nghé đã xây xong rồi nè quý bà cô chú ơi. Thì gạch đó thì anh Nghé dán lên là 4 tấm hả? Cái này mét mấy anh Nghé? Mét 2 chị. Dán lên mét 2 hả? Dạ. Dạ. Còn bên đây là cửa này cửa Đài Loan hả anh Nghé? Đài Loan. Này cửa Đài Loan. Cái này cửa cũ anh Nghé? Cửa cũ. Dạ, hàng chưa thấy xét không? Dạ. Dạ. Còn bên đây là cái kệ. Dạ. Wow, hai bé bữa nay ở nhà hả? Dạ. Nay không có sang nhà bà hả con? Dạ. À. Ê, ăn cơm chưa? Coi. cái bé áo xanh nó bị bệnh nhỏ lớn nó quýnh bà cô chú. Dạ trên đầu đó, nó nổi gì còn đúng nha. Nói vậy con lại đây cô biểu ơi. Con tên gì con giới thiệu tên cho ông bà nghe coi. Con tên Thành Đạt. Thành Đạt hả? Dạ. Đâu? Trên này nè, vừa rồi hết mũ rồi giờ nó có u lại như trâu ấy gì đó. Nó giống như có cái thẹo, cái sẹo luôn rồi nè. Dạ là cục lự. Rồi mình không có cho bé đi khám anh? Dạ tính tới chủ nhật thì trả đi. Vậy hả? Dạ. Có mũ nổi lên nhiều. Dạ. Cháu Đạt này là bị hồi nhỏ lớn phải không anh dạ, nghe? Bị hết này tới kia hoài. Dạ. Là bác sĩ nói nó bị bệnh gì anh nghe? Nó hả? Dạ. Đúng mới đang kia. Kể dạ. Giờ không nói chuyện ngày bây giờ nó nói chuyện đỡ rồi đó. Giống như bệnh tự kỷ vậy đó. Kỷ, dạ dạ. Tánh cọc nó không nói chuyện nha. Nó nghe. Dạ. Dạ cả nào cũng vậy. Dạ, còn cái thằng lớn đó thì nghỉ học phải không anh? Dạ nghỉ học rồi chị. Hết lớp 6 không anh? Dạ. Hết lớp 6. Dạ. Dạ thì đây nè quý bà cô chú ơi, đây là cái kệ nấu ăn của nhà anh Nghé đây. Ở đây tầng dưới này mình ấp chén bát ha. Ở dưới thì để mấy cái gia vị. Còn bên đây có cái kệ để nồi cơm điện. Ủa cửa này mở được không ta? Được chị. Đây cái sàn nước của anh Nghé ngoài này đây. Sàn nước này hơi nhỏ. Tại chỗ này đất nó cũng hơi chặt. Dạ. Cửa này thì cửa cũ nha quý bà cô chú. Nhà dùng là cửa cũ nè. Này quạt vô quạt ra. Bên đây nhà vệ sinh có ai trong này không nè? Không hả? Cửa này cũng cửa cũ luôn nha quý bà cô chú. Wow. Nhà vệ sinh đẹp quá. Nó hơi nhỏ nhưng mà nó đẹp. Sạch sẽ. Đúng cái diện tích của anh. Đúng diện tích nhà vậy. Dạ. Yeah. Thì ba cái vách tường này đó thì anh Nghé anh không có bê, nó hơi còn nó dơ quá nè. Thì dạ anh Quang với chị Trang thì cũng biết được cái vách tường nó mình không có điều kiện để bê đó. Thì ao ước con Nghé là dán tường. Dạ. Thì mình cũng có anh Quang với chị Trang thì cũng có tặng giấy dán tường luôn. Dạ. Dạ. Còn đây là cái thang. Cái thang đi lên lên trên gác. Để cho em lên chỗ đó em dạ. Em tham quan cái. Dạ. Cái này mình hàng mắc nhặt dữ vậy đó hả anh Nghé? Dạ. Con đi lên trước đi An ơi. Ừ, con đi lên trước đi con.
cái đó là tấm giấy hạn lễ người ta giao nè. Tấm giấy đó chị, tấm giấy giấy dán tường đấy ha. Dạ. Anh để ở trên luôn rồi đó hả? Dạ mới mua bên chị đâu rồi đó. Dạ dạ. Ôi dạ mô Phật. Cái thằng này đi mỏi chân luôn. Anh hàng cái mắt nhặt dữ vậy đó hả? Có đứa nhỏ rồi. Có mấy bé rồi cho nên anh sợ nó. Dạ. Phải hạn gì cho nó dễ đi phải không? Dạ. Còn giấy dán tường là anh mua cái loại này đó hả? Dạ, anh kêu nó giao cái màu kia nó là thơm sao lấy màu này nó đậm. Dạ, mình đổi lại được không? Chắc hồi đó em chạy ngoài màu nó thử rồi. Dạ. Cái màu này sợ nó đậm với cái nhà của em quá không biết. Nhà của mình hết luôn là cái vách tường đó là mình dán mấy mét. Em phụng trừ khoảng 30 miếng em mua rồi đúng 30 luôn á. Vậy đó hả? Dạ, em kêu nó vô rồi chưa. Dạ, cái này mình gỡ keo ra mình dán vô hả? Dạ, gỡ keo ra rồi lăn. Có dạ. Keo kiên nữa lăn nữa. Vậy hả? Dạ, có vậy. Dạ, dạ. Cái này nhìn xuống cao quá ha. Dạ. Đây xuống đó nhìn cũng thấy cũng cao rồi nha. Dạ. Vậy hôm bữa anh nói là cái này đó ha, mình làm cái dán hả? Dạ, cái dán. Cái này cũng cứng quá ha. Dạ, anh cứng. Thấy cứng mà cũng chắc nữa nè. Cứng chị. Đúng rồi, nó cũng không thua gì cái dán này nha. Dạ. Đây cái tủ này chắc cũng lâu lâu năm rồi hả anh nghe? Lâu lắm. Tủ quần áo mấy bé đó hả? Dạ. Đó chứ không có gì đỡ mà chuột cắn xa hoài, gán hai chồng gán lại mua cái tủ. Dạ. Dạ. Vậy là cái vách tường này mình cũng phải dán luôn chứ hả? Dạ. Chỗ này nó dơ quá nè. Dạ, nữa chứ tô rồi em làm rồi. Dạ, dạ. Thiết này cũng dày rồi nha. Dạ. Chung. Đây, trên đây cũng cao nữa nè, quý bà cô chú ơi. Này chắc cao. Các mạnh là mua là ai cũng nói em các cái nhà này là chắc cứu luôn dữ dằn. Thôi đừng với tao lọt của em là 4.5 vậy hả? Dạ một, tại vì mấy mạnh quân cho là em là dồn hết. Tôn là 4.5 hả? Dạ cũng như là bằng mấy anh nói cũng như cắt cái này rồi cũng như cuộc đời hai chồng luôn rồi đó. Tới đời con ở luôn phải không? Dạ. Dạ. 4.5 cứng dữ lắm. Vậy hả? À. Bởi vì em thấy nó đâu có yếu đâu nè. Dạ. Đè vô mà nó cứng luôn. Mấy ông thợ ông cuốn bắn tội nghiệp không? Em phải lên 4-5 người phụ cuốn rồi tiếp. Nay hả, không có chỗ đu đu trên á. Vậy hả? Cứng không nó quá trời cứng à. Dạ. Còn bên đây là cái lan can ha anh nghe. Dạ. Lan can ở đây mình phơi đồ hay vậy có cái xào đồ đây nữa nè. Có chị. Vậy hả? Đây cái cửa này đó. Em có cái chị. Em ơi treo vậy em cũng đi kêu thợ gì làm chắc kêu xin cái bàn thiên. Ở đây mình chưa có bàn thiên. Dạ đấy đốt nhang. Họ có bán sẵn đó anh. Dạ, chút không biết nhiều đó đâu, chút để em chạy ra em dọa thử coi. Thấy họ bán sẵn hình như trăm mấy trăm cũng có. Dạ. Dạ. Mua đang đốt có nhang nhà cửa, chung hai chồng em không có thờ ai. Như có cái bạn thiên rồi có cúng rồi tới như người ta có cúng mình cũng muốn bông mình cúng cái cây rồi. Dạ dạ. Vậy mà anh ngã xuống ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Nhà anh ngã bây giờ cắt lại thấy cũng rộng quá nè quý bà cô chú ơi. Rộng mà nó cao. Này đi xuống mỏi chừng. Chỗ này mình kê cái dán lên lận mình để chứa đồ ha. Dạ. Tận dụng đó. Ủa, cái này sơn sao được mấy cây vậy? Dạ có ông anh cái bên cho nó sơn. Mình sơn. Vậy đó hả? Dạ. Thì sơn hết nước sơn này thôi cho nên nó sơn vậy. Định đó, có tiền cái cũng mua sơn cho anh màu khác cho nó sạch luôn. Sơn dí cái đáy nè, dạ cái đáy mầm. Dạ. Ủa sao cái lỗ này anh chưa lên chi vậy? Hết vốn rồi. Ủa cái này mình phải hàn thêm một cái khung sắt chứ. Dạ hết. Đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ cái này ăn trộm mà anh đi làm ăn trộm nó chạy vô cái một á. Dạ em cũng đến mua sắt về kiếm hàng đó mà hết tiền rồi em ngưng lại thôi hai chồng đi mặn. Vậy hả? Dạ. Cái này ăn nít thì chạy không được chứ người lớn bắt hàng chạy cái một. Dạ. Đúng rồi có gì đâu. Dạ. Này nó hơi nguy hiểm tí xíu. Dạ. Dạ. Chị ơi em mời chị qua đây ha. Ngồi ở đâu đây ta? Ăn ra ngoài đi ăn ơi, nó sáng ăn ơi. Cái quạt này để mình lấy ra luôn đi. Dạ. Cái này phải gáp lại á. Dạ, ta để ốc đầy đủ hết nè. Cái này
Rồi cái người bán họ bảo là có ốc vít trong này nè. Chắc anh biết bắt cái này ha. Dạ. Dạ. Không biết em cũng điện thoại. Có sao là tốn tiền. Nó có trục trặc gì đó. À, anh điện nha chị Dung á, người ta hô là có bị lỗi về đổi lại, đổi cái mới này luôn á. Dạ. Cái này nặng hết sức nặng hả ta? Này tốt chứ. Anh Trinh chợ Bình Thánh mua có loại tốt đó anh, mua loại tốt luôn á. Anh Trinh chợ Bình Thánh mình nè. Ha. Cái chú đó nói loại này là mắc tiền nè. Lấy loại mắc tiền cho anh nè, cho nó xài bền. Ủa kìa. Thôi anh qua anh ngồi kế chị đi. Dạ. Thôi anh ngồi kế chị đi. Rất là cảm ơn đến. Dạ dạ. Sau khi mình hoàn thành cái nhà là hết đó anh. Dạ. Rồi làm sao chị, sức khỏe chị hôm nay làm sao? Cũng vậy hoài, có đau hoài. Ngày sáng thì đi làm cái lưng cụp đứng khòm thẳng luôn cũng được. Vậy đó hả? Dạ, tại vì em bị gai cột sống nữa. Rồi đứng đau quá đau, ráng gượng làm. Ủa chị làm nặng lại hả? Dạ. Chàng ơi. Làm hồn này thì lúc khỏe, lúc nặng hoài, nặng là nhiều cái nhẹ. Như tới cái khâu đó bắt buộc mình phải làm hả, chứ mình đâu cử được đâu hả? Không, nếu mà ấy thì người ta cho mình nghỉ. Vậy đó hả? Dạ. Rồi chị cũng còn chạy thuốc không? Còn, dắt chiều nào về cũng phải chạy chứ. Vậy hả? Dạ. Dạ. Ủa cái bị của em nãy đâu rồi ta? Kìa. Chị chuyển bị xuống nhà. Nó quá quạt là chất lượng luôn. Dạ, nó dày luôn á. Dạ, anh xài dữ dằn nó quạt luôn. Dạ. Rồi mình có được cái nhà rồi sao anh nhé? Mình thấy sao? Cảm giác anh vợ chồng anh thấy sao? Mừng dữ lắm, mấy bữa nay ngủ cũng ngon, mừng. Rồi hai chồng cũng nói cảm ơn Mạnh Thường Quân dữ dằn, các Mạnh Thường Quân. Dạ, dạ. À, hai chồng em nói chung cũng gửi lời hết trơn các Mạnh Thường Quân từ đầu tới cuối luôn. Cho hai chồng em được một căn nhà vậy với giờ sống đoạn đạt nữa. Cho hai chồng em nữa, hai chồng em cũng mừng dữ dằn. Dạ. Hai chồng em với con em gửi lời các Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ. Dạ. Em áo đỏ ơi, nó nói nghe nè, cái thằng áo đỏ tên gì đó chị? Quang. Con chị á. Mẹ mà. Vô đây cô nói nghe con. Ngồi đó luôn đi con. Ngồi kế ra mẹ nè con. Vô. Hết không à. Cái nhà nó. Nhà nó hơi chặt quyến bà cô chú ơi, cho nên ngồi chen chút với nhau. Được không con, con đi xuống dưới ăn ơi. Thấy không con? Con lui lại. Ừ. Nó nghe nè, cô hỏi con kẹp vô áo con được không? Bóp cái đó kẹp con. Ừ đúng rồi. Rồi con nghỉ học được mấy năm rồi con nhớ không? Là phải nửa năm, một năm nay. Mấy năm nay, con học hết lớp 6 không? Dạ có. Con có thi xong cái chương trình lớp 6 không? Dạ không, có thi được nửa kỳ 1 á. Lớp 6 con chỉ thi được học kỳ 1. Dạ. Rồi học kỳ 2 là con nghỉ luôn hả? Dạ. Đúng rồi, kỳ 2 nó nghỉ. Sao mà con nghỉ à? Dạ ba mẹ không có tiền á. Không có khả năng để lo tiếp á hả? Dạ. Rồi con học được không? Dạ được. Rồi cũng như là trong hiện tại đó, rồi con có muốn đi học lại không? Dạ có. Vậy hả? Sao nhé? Chúng nó đỡ con cái nó không rớt. Như cái khen này nó không có. Dạng như năm nào cũng lên lớp á. À, cũng như lên lớp thôi, nhưng dạ. Mà cái lợi giỏi thì nó chưa có đạt ha. Chưa đạt không. Vô thằng hai chồng nó đi mang suốt đâu tìm gì đó. Chỉ dạ. Đưa nó đi rồi về tự nó học lại làm thôi. Dạ. Rồi cái trường học của con đó là gần nhà không hay là phải xa? Dạ, gần, chạy ở ngoài á. Dạ, trường Dương á. Con đi bộ tới không? Dạ, đi bộ hơi xa. Đi bộ hơi xa nữa, lội qua này qua cây cầu nữa. Gì đó hả? Bình thường con đi học bằng gì, trước đây con đi học con đi bằng cái gì? Dạ, ba chở con đi á. Con biết chạy xe đạp được không? Dạ biết. Mà con tự, thí dụ như con bây giờ con có điều kiện học lại đó, con tự chạy xe đạp đến trường được không? Dạ được. Nhưng mà mình có xe không? Dạ. Không có xe đạp luôn hả? Dạ. Dạ. Thì cô hỏi cho con ha, con trả lời thật lòng ha. Dạ. Thì như bây giờ có Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ con đi học lại đó, rồi con nghĩ sao? Con muốn không? Dạ con muốn. Con muốn học lại với mấy bạn lắm hả? Dạ. À. Vậy đi, rồi khi nào mà có Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ cho con đi học lại đó thì Tám sẽ cho con hay ha. Dạ. Cũng gần tụ trường hả chị, đúng không? Chưa, chắc là này mới tháng chưa đâu.
tháng 8 phải không? Đầu tháng 8. Tháng này mới tháng 6, cuối tháng 6 tháng còn khoảng hơn tháng rưỡi nữa, khoảng tầm tháng rưỡi nữa. Dạ. Nếu như vậy bé học thì phải bắt buộc học lại lớp 6 hả chị? Đúng rồi, đâu có ấy đâu, học lại chương trình lớp 6, bắt đầu học lại lớp 6 luôn, liên hệ với cô học lại lớp 6. Đúng rồi, học lại lớp 6. Khoảng tháng rưỡi nữa. Để anh đừng khổ quá. Nó lên được lớp 7 rồi. Khổ thiệt mà không có đủ khả năng. Thì mình làm ngày nào ăn ngày nấy ha. Dạ. Trong khi nhà cửa rồi tùm sụp lại bằng đồ tao không. Nhiều khi mình nhỏ nữa, rồi chỉ không được khỏe nữa. Bệnh nữa, trời ơi. Em giờ có cái máy đó, không có cái máy là nhập viện liền. Mỗi lần cân mệt lên, phải nhập viện. Không có máy đó là đuối, năm nay là hai chồng không có gạo ăn luôn. Thật sự máy đó. Nếu mà mệt vậy là không có máy, phải buộc phải chở đi. Nhập viện cái người nuôi tốn tiền nữa. Dạ. Cho cô mượn cái đó lại con. Dạ, chị ơi. Một chút xíu nè, anh cũng đi làm mà đúng không? Dạ, đi làm mà. Chị tối tối vậy em bắt nó ra quạt nè. Đi hơi trễ có nói với Thồng. Dạ. Chút xíu em về em tối về em bắt nó ra quạt. Dạ, thì em cũng can cái giờ nghỉ trưa của anh nè, em tranh thủ lần em xuống. Dạ. Em quay cái nhà của anh. Dạ. Và để mà công anh xin nghỉ cái nó cũng không sao chị, em chứ cũng đi trễ được. Dạ. Nó mất ngày công của anh đó chứ. Dạ. Dạ, thì hôm nay trước tiên đó là em gửi lời cảm ơn đến anh Quang và chị Trang nha, rất là nhiều đã giúp đỡ cho anh Nghé những cái dụng cụ trong nhà, cũng như là niệm, quạt gió với giấy dán tường. Dạ, chúc cho anh với chị có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Dạ, mình cũng xin đọc tên lại những mạnh thượng quân mà đã hỗ trợ tiền các nhà cho anh Nghé từ đầu đến khi mà đủ số tiền luôn á. Dạ, mình xin nhắc lại nha. Đầu tiên đó là chú với thím bên nước Anh là 9 triệu. Rồi Mạnh Thượng Quân giấu tên là 1 triệu. Cô Sơn bên Mỹ 200 USD là 4 triệu 620 ngàn. Anh Điền bên Đồng Tháp là 1 triệu. Vợ chồng anh Quang và chị Trang bên Mỹ là 4 triệu 200 ngàn. Em giấu tên bên Mỹ là 400 USD là 9 triệu 200 ngàn. Anh Trung Vũ là 1.000 USD là 22.924.000. Dạ, và anh Scott Lâm là 8.300.000. Dạ, thì tổng cái số tiền mà mình nhận được tiền mà của cái từ Mạnh Thường Quân đó hỗ trợ tiền các nhà cho anh Nghé đó, mình nhận tổng số tiền là 60.244.000. Dạ. Và thay mặt gia đình của anh Nghé, dạ mình chân thành cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tiền các nhà cho anh Nghé nha. Dạ mình chúc cho những Mạnh Thường Quân có thật nhiều sức khỏe và dạ, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Dạ mình chân thành cảm ơn. Dạ vì anh Nghé thay mặt đại diện gia đình anh gửi lời cảm ơn đến tất cả luôn đi anh Nghé. Dạ hai chồng em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Tất cả là Mạnh Thường Quân chứ em cũng không biết nói gì. Cũng hồi hộp quá, mừng nữa chứ cũng đang vui. Bữa nay cũng có niệm quạt nữa là thoải mái rồi, nhà cũng đầy đủ rồi. Dạ. Vợ chồng em cũng mừng dữ lắm. Và các Mạnh Thường Quân cho cái nhà gì ở, giờ mưa gió gì là khỏe dữ lắm. Chứ không thôi nãy giờ cũng lo ngôi lóc ngóc hết. Cũng như đắp mưa như hồi sáng là nãy giờ đó. Rồi rồi, cặp mình đĩa chân ơi. Dạ, nhưng chung là chị vô đây ngồi cũng không được, phải lao luôn á, nhà cũ chứ. Dạ. Dạ. Mưa nó dột ướt luôn ha. Dạ ướt. Dạ. Dạ. Thì từ lúc mà mình hoàn thành cái nhà đến giờ đó là mình mưa lớn cái nào mình cũng không sợ ha. Không sợ, thoải mái. Nhờ dạ. Các Mạnh Thường Quân cho mua đồ cũng dùng bằng cũng kỹ lưỡng, chất lượng mới được. Dạ. Cỡ nào khô cũng phải chất lượng. Dạ. Như sau này mình có điều kiện mình hàng cái khung đó lại đó anh. Dạ. Với cái trang ở trên gác gì nãy anh nói đó. Thì em cũng dạ. Ấy mặn tính hai chồng mặn mình bường cái mua cây sắt về cái mượn mấy anh em mướn anh em vô hàng giùm. Dạ. Làm cái trang đốt ngang rồi mua cái trang á. Dạ. Ấm cúng rồi như thế. Dạ vậy đi ha anh với chị, thôi em xin phép anh với chị em về nha. Dạ. Dạ.
Dạ, cho mình gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã luôn đồng hành với kênh Miền Tây Quê Em An Giang nha. Dạ, mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.